Xin chào anh chị và cô chú. Hiện tại em có mặt tại ấp Thới Hòa, xã Long Bình, của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Ở ngay ngã tư đó là huyện lộ giao nhau với huyện lộ 11 nha. Hiện tại là em đứng trên đường huyện lộ 11. Ở ngoài đó là trường, chợ, sát bên luôn. Em có cái mặt bằng ở chỗ này. Cái mặt bằng này bề ngang là 12 nha. Bề ngang 12, sâu vô 34, 35 gì đó, nở hậu ra 15, 16 mét. Căn nhà này thì trên miếng đất có hai căn nhà rồi. Đó, thì bây giờ em mời anh chị vô đây nha, đi. Đi vô đây để coi căn nhà này. Ở bên đây anh chị có thể kinh doanh buôn bán nè. Đó, bên đây là anh chị có thể kinh doanh buôn bán. Ở bên đây thì anh chị có thể ở. Nhà này thì 4 phòng ngủ. Toilet có đầy đủ, có cổng rào xung quanh đầy đủ nha. Phía sau mình có ao cá. Anh chị có thể làm nhà vườn được. Cái căn nhà này thì mình cho thuê nha, chứ không phải là bán. Tại vì cái anh chủ ở bên nước ngoài, ở bên đây không ai quản lý hết á, nên chủ cần cho thuê cái căn nhà này. Cái giá rẻ nha anh chị. Cho anh chị nào mà giống như đi làm công nhân nè, rồi cho cô bác nào lớn tuổi về đây ở cũng được. Rồi gia đình đi làm công ty, ở phía trước mình có thể buôn bán nước, bán đồ. Ở bên đây nè, anh chị chạy chút xíu nữa là anh chị tới trường trung học rồi. Chạy chút xíu nữa tới trường trung học nha. Đây là học trò đang trên đường đi học về nè anh chị. Thuộc đây học sinh đi học rất là nhiều nha. Trường trung học ở ngay chỗ đó đó, sát bên là tới rồi. Ở đây anh chị buôn bán trà sữa, đồ quán ăn uống, bánh lăng, đồ có lý á. Nhà này thì buổi sáng anh chị có thể bán nước nè, bán ăn uống, bán hủ tiếu, bán cơm, đồ khu vực ở phía trước như thế này. Phía sau thì anh chị có thể ở, rồi con em có thể đi làm. Mình có thể bên trong mình có thể buôn bán shop quần áo nè, rồi tiệm điện thoại, rồi ăn uống, sửa xe, rồi nói chung là mình làm đủ ngành nghề, mình muốn làm gì mình làm nha. Ở đây thì nó đã là cái mặt tiền huyện lộ 11 rồi, rất là sầm uất, rất là đông đúc. Ở đây thì chủ kêu cho thuê là 3 triệu một tháng. Nhà này á, thôi bây giờ em sẽ dẫn anh chị vô nhà mình xem nhà trước đi. Chị nào mà giống như mà thiện chí muốn thuê á, để em vô em quay cho anh chị coi cái có đáng đồng tiền để thuê không nha. Đi vô em. Nhà phía trước nè. Ở đây là phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ thứ hai nè. Đó, phòng ngủ thứ ba ở đây. Thứ tư. Nhà nói chung là phòng nào cũng rộng hết á. Phòng rộng thênh thang luôn, bên hông đâu có cửa sổ trời đâu tùm lum hết. Anh chị về là ở thoáng mát thôi. Bên hông là đất của mình luôn nè. Thoáng chưa? Bên hông là đất của mình luôn á. Quay sau có ao cá, có nguyên mảnh vườn phía sau luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ở đây là một cái bếp ăn nè nha. Đây là cái phòng thứ tư. Ở đây là cái bếp ăn. Bếp để mình nấu gia đình đó nha. Phía sau là toilet nè. Đây phía sau là toilet. Bên hông thì mình có cây trái nè, mặn đồ. Seri. Có một cái ao cá. Đây là cái không gian phía sau. Đó, không gian phía sau của mình luôn nha. Rộng ra, nở hậu ra mười mấy mét ra, nở hậu ra hình như là 16 mét hay 17 mét gì đó. Rộng chưa? Ở đây thì lúc trước á, là nhà giáo ở, là cô chú là làm bên nhà giáo ở. Thì bây giờ á, là ông anh bên Mỹ đang sở hữu. Ông anh đang bên Mỹ đang sở hữu. Bây giờ hiện tại là bên đây không ai quản lý, để lâu sợ nhà hư hao, nên ảnh
cho thuê với giá là 3 triệu một tháng. À, cho thuê giá 3 triệu một tháng nha. Đi, đi lên đây. Nhà cửa còn rất là mới, anh chị vô là ở thôi. 3 triệu một tháng coi như là một ngày á, anh chị mất 100 ngàn. Nhưng mà đổi lại mình có giống như căn nhà này nó quá rộng đi. À, nó có 4 phòng ngủ luôn, anh chị có thể ở ông bà nội, ông bà ngoại nè, rồi cha mẹ rồi con cái ở 3 thế hệ được. À, cổng rào xung quanh có đầy đủ hết rồi. Để em sẽ cầm cái máy quay em đi ra đường em quay cho anh chị coi nha. Đây. Bây giờ em sẽ đi ra ngoài đường quay cho anh chị coi nha. À, ở đây là trường chợ. Lúc trước cái này á, cái nhà này á là người ta buôn bán shop quần áo. À, buôn bán shop quần áo. Vì ông bà phía trước thì người ta dạy học. À, anh chị dạy học thêm cho mấy em nhỏ đó. Này chủ yếu là có người giữ nhà cho ông anh thôi, giữ nhà để có người ở, nó không hư hao nhà cửa. Đây là trường mầm non nè, trường mầm non Long Bình 2, cơ sở 2. Ở đây là đường huyện lộ 11 nè, hiện tại em đứng trên đường huyện lộ 11 nha. Đây là ngay ngã tư. Đây là kêu bằng huyện lộ 09. À, đây là hướng này nha. Huyện lộ 11 nè. Hướng này anh chị chạy vài cây nữa là tới thị xã Gò Công. Tới cái ấp văn hóa phía trước á, là ngay chỗ cái chợ rồi. Chợ Ninh Quế là ngay chỗ cái chợ đó đó. Chợ hợp chợ nhỏ nhỏ thôi. À, cái chợ chỗ này nè, ở chợ Đồng Đồng đó đó. Khu vực đây rất là đông nha, nhà cửa rất là đông. Anh chịu thuê thì có thể ở 2-3 thế hệ ở, gia đình ở, làm công nhân ở cũng được. Còn anh chị nào trên thành phố muốn về quê mình hưởng không khí miền quê, mình có thể thuê này mình ở nha. Giống như mình chưa tìm được cái căn nhà nào hợp ý thì mình có thể về đây mình thuê mình ở trước rồi xong mình tìm sau. Nhà đây tới mấy trăm mét vuông lận anh chị. À, cái nhà này hình như là cỡ 400 mét vuông lận. Dạ, kêu thuê em ra. Dạ, kêu cho thuê. Dạ. Đó. Bề ngang 12 mét, rộng quá trời rộng luôn. Cái hướng này anh chị lên thì thị trấn Vĩnh Bình nè. Rồi thì thôi để em vô đây em quay sơ sơ khu vực này cho anh chị coi cái nữa đi. Trong đây nãy anh như chưa quay nè. Đó. Bên đây lúc trước là chủ bán shop quần áo. Bây giờ ông anh về ổng để mấy cái bàn đây để uống nước trà rồi. Ở đây mát lắm. Nhà cửa còn rất là mới, vô là ở thôi. Ở trước mình có thể bán nước nè. Bán nước, bán ăn uống, bán hủ tiếu, rồi mình có thể bán khu vực này nè. Đó. À.